Rồi, xin chào anh em, chào các bác nhé. Thì tiếp tục hôm nay, sáng hôm nay em có về thêm được một con đầu giải mã MD của Đợi Nông. Đó là con DMD 1600AL. Con này thì sáng nay vừa về, và về tình trạng thì em này hoạt động hoàn hảo. Cấu về ngoại hình thì em này tương đối đẹp, cũng có vài chỗ vết lông mèo lông chuột. Nhưng mà giá lông mèo lông chuột, giá con này trung bình khoảng 7,5 triệu một con, kèm khiển rin, dây quang và một cái đĩa MD. Thì con này có một vài vết lông mèo lông chuột nhỏ thôi, nếu em không chỉ anh em cũng khó thấy, nhưng mà em chỉ luôn thì em sẽ trừ tiền ra rất tốt cho anh em chơi. Đây đang hát đĩa MD anh em nha. Đó. Rồi, trước khi đi vào test em sẽ chỉ những cái chỗ lông mèo lông chuột cho anh em xem nha. Đó, đây nè, nè, anh thấy không? Đó, có vết lông mèo đây này, nhỏ đây nè. Rồi, chút xíu đâu đây nữa nè. Đó, nè. Rồi, nó đơn giản vậy thôi, nghe đó. Đó. Nói chung là máy tổng thể anh em nhìn nè, anh em quay trực tiếp nè, em thấy tổng thể rất là đẹp ha. Nhưng mà giá thì con này tốt, cho nên em mua được tốt thì em bán giá tốt cho anh em. Về nó hàng nó tốt thì em bán giá tốt đó. Đó, nắp bọng là nguyên zin hết. Và con này là giải mã 24 bit, nó sử dụng hai chip 17001 anh em. 17102 gì đấy. Cho nên tiếng nó rất là khá, và 24 bit. Nó có hai cổng vào quang, một cổng có show và cổng analog nữa. Cho nên thuận tiện cho anh em chơi giải mã TV này, rồi một cái đầu đĩa cỏ hay là một cái điện thoại qua nó vẫn ra được. Rồi. Đây, máy nó còn rất đẹp, nắp bọng là không có bị cấn mớp gì hết. Còn rất đẹp luôn. Rồi, và cái mức giá cuối cùng để cho anh em chơi với một cái con giải mã 24 bit của Đời Nông DMD mặt vàng nhôm phay. Phụ kiện gồm có một cái remote rin này, một cổng dây quang này, và một cái đĩa đang hát. Đó là vậy đó. Một cái đĩa MD cho anh em thôi. Và giá của em nó là 6.500.000 đồng bao ship toàn quốc cho anh em chơi nha. 6.500.000 đồng bao ship toàn quốc anh em nha. Chỉ có một con duy nhất. Một con duy nhất thôi. Anh em nào yêu thì chốt thì phone cho em ngay. Giá là em đã trừ đi 1.000.000 đồng cho hai cái vết lông mèo lông chuột rồi, anh em khỏi ý kiến hay còn. Giá anh em mà cập nhận chơi được thì ok. Con này thì anh em trưng bày cũng khá là đẹp rồi. Có nhiều bác cần những con như thế này, giá nó tốt. Chơi được giá tốt nè. Rồi. Đó, đây là chơi MD ha. Em top này. Con này mắc còn ok lắm. Đang hát để MD đây nè. Là em này á, là khi chút xíu nữa em quay giải mã thì em sẽ chịu là chỉnh cho chị em coi là con này nó chỉnh được lớn nhỏ của tín hiệu vào. Đó, rất là hay. Rồi một cái nữa là em nó, anh em thấy là cái chất của em nó rất là hay. Và khi anh em là đã từng mua em những cái con amply, ví dụ như là chúng ta có 1.500 R hay là mã này 1.500 này, hoặc là những con 2.000, 2.200, 3 mã, 4 mã gì đấy, cùng form cùng size với em này để lên một bộ là combo. Khi chúng ta chưa có con giải mã TV xuống thì chơi con này nữa thì quá là tuyệt vời anh em nha. Rất là ok luôn. Rồi. Rồi bây giờ em sẽ stop ha. Lấy đĩa ra nè và em chơi giải mã. Tại vì này, con này thì giải mã không cần mồi anh em nhé, không cần mồi. Đây, ta chọn tín hiệu vào cho đúng. Chọn tín hiệu vào Official 1 đang cắm sẵn nha. Và đây chỉ cần bấm exit monitor là sẽ cho tín hiệu giải mã đi qua. Đấy. Đó. Đây 48 kg, và chúng ta muốn lớn nhỏ đây. Đó, anh em thấy không? Đó. Ta nâng được tiếng lên. Có nhiều cái tivi nhỏ, ví dụ như là tivi Samsung. Đó, tivi Samsung là cái tín hiệu quang nó ra rất là nhỏ. Thay vì tivi Sony, LG thì nó sẽ lên cái mức bình thường. Em để mức 0 á. Nó mức 0 là nằm tới đây ha. Đó, còn cái tivi Samsung mà chúng ta đưa vô là nó sụt xuống còn có 6 phần của con này thôi. Là lúc đó tín hiệu âm thanh nó sẽ bị nhỏ, chúng ta có thể dùng những cái con này nè, nâng lên. Đó, nó vậy đấy. Đó, em hạ xuống được luôn mà. Đó, đây là trung bình.
Rồi anh em mà thấy nó nhỏ ta nâng lên lố đèn lên nè. Đó, anh em nào chơi TV Samsung là bảo đảm anh em là cái tín hiệu ra nó sẽ nhỏ, bảo đảm tín hiệu quang nó sẽ nhỏ, đó là cái đặc trưng của TV Samsung luôn. Con này còn khá là đẹp, đích khu ngon lành hết anh em nha. Remote rin nha, remote rin kèm theo luôn này, duy nhất cắm lò bàn ghế luôn nè, đó còn nút đậy được hết cho anh em chơi ha. Rồi, và giá để cho em nó ra đi là em có nhắc rồi, em xin nhắc lại một lần nữa là 6,5 triệu bao ship nếu anh em chỉ quan đủ nha. Anh em là ship cọt thì lưu ý chuyển trước giúp em 20% và em không bao ship cho ship cọt. Và phụ kiện thì có remote rin này, cộng dây quang này 1,5 m nha, dây quang xịn chứ không phải dây quang dè rẻ tiền anh em nha. Rồi một cái đĩa MD. Rồi và tới đây thì em tạm dừng clip. Anh em nào yêu thì phone cho em qua số điện thoại 0346 12345. Xin cảm ơn rất nhiều.